cô ơi, xe mình rớt rồi cô ơi, xe mình rớt rồi cô ơi, làm sao bây giờ cô ơi? Các em ngồi im bình tĩnh nha. À, cô ơi, bạn Kim đi xanh bị té xuống vực rồi cô ơi. Trời ơi, làm sao bây giờ, không biết bạn Kim đi xanh có bị gì không? Cô ơi, trời ơi, bạn Kim đi xanh bị té xuống vực sâu rồi. Làm sao bây giờ cô ơi, em sợ quá à. Các bạn ơi, chúng ta lên xe thôi. Rồi, bây giờ cô điểm danh, kêu tên, bạn nào có tên thì chúng ta bắt đầu lên xe nghe chưa? Dạ. Rồi, cô mời bạn chibi đỏ. Có bạn chibi đỏ ở đây không? Dạ có ạ, thưa cô, em đây, em lên liền đây. Thích quá. Rồi, cô mời bạn chi bi xanh lá, có bạn chi bi xanh lá ở đây không? Dạ có ạ, thưa cô, em là chi bi xanh lá, em lên liền. Wow, thích quá đi. Rồi, cô mời bạn chi bi hoa lên xe. Dạ có em là chi bi hoa đây, em lên xe đây. Rồi, cô mời bạn chi bi xanh lên xe. Dạ có em đi đây. Thích quá đi, mình được ngồi xe rồi mình nằm luôn đây. Rồi, bạn Nam, lên xe đi em. Chẳng hả, thưa cô, em lên xe đây. Chị Bi Xanh Ngọc, em ở nhà trong nhà nha. Chị đưa các em nhỏ này đi chơi du lịch Đà Lạt. Xong rồi chiều tối chị sẽ về. Em ở nhà trong nhà cẩn thận nha. Dạ, vâng thưa chị đi chơi vui vẻ nha. Chúc chị có một ngày thật là vui vẻ và tốt lành. Rồi, chúng ta bắt đầu đi thôi. Thích quá. Rồi chúng ta đang qua đèo nha, các em cẩn thận, đừng có giỡn nha, đèo này rất là nhiều đá, rất là khó chạy đấy. Trời ơi, cái dốc đèo cao quá, cô ơi, bây giờ cẩn thận. Wow, trời ơi, cái đường này đèo cao quá cô à. Đúng rồi, đường lên Đà Lạt phải đi qua cái đèo này, rất là khó đi đấy. Cô ơi, làm sao bây giờ, em sợ quá cô ơi. Để em bình tĩnh, đừng có la lớn, để con rít nó nghe thấy đấy. Cô ơi, em sợ quá, cô ơi, con rít nó bự quá, có ăn thịt không vậy cô? Cô ơi, em cũng sợ quá à. Trời ơi, con rít nó to quá trời luôn à, làm sao bây giờ cô ơi? Để em bình tĩnh đi, để cô gọi điện kêu người tới giúp. Dạ, nhanh đi cô ơi, em sợ quá à cô ơi. Ủa, mà con rít nó chạy đi đâu mất tiêu rồi? Con rít nó không còn ở trên cây nữa. Ủa kìa vậy ta, con rít nó chạy đâu mất tiêu rồi, em cũng không thấy nữa cô ơi. Ủa cái gì mà lắc xe dữ vậy? Ủa cái gì hả cô ơi, cô ơi, cái xe mình lắc dữ vậy cô? À, cô ơi, con rít nó nằm dưới cái xe của mình cô ơi. Trời ơi cô. Trời ơi, làm sao bây giờ? Em sợ quá cô ơi. Các em bình tĩnh đi, các em bình tĩnh. Hãy bám chặt vào xe. À, cô ơi, xe mình sắp lật rồi cô ơi. Cô ơi, cứu em dưới, xe mình sắp lật rồi cô ơi. Cô ơi, xe mình sắp lật rồi cô ơi, làm sao bây giờ? Các em bình tĩnh nha, đừng cục xỉa. Để cô hả, gọi điện kêu cứu hộ tới. Cô ơi, em sợ quá cô ơi, xe mình sắp lật rồi cô ơi. Sao nó té xuống vực rồi? Ôi trời ơi, cái vực cao quá cô ơi, làm sao bây giờ, cái vực cao quá cô ơi. Các em đừng nhúc nhích nó, lại càng té xuống đó. Cẩn thận, đi, gia đình thích như chưa? Trời ơi, bạn Nam ơi, mình sắp té xuống rồi, mình sợ quá. Bây giờ mình ôm chặt cái xe rồi. Làm sao bây giờ cái xe này mà rớt xuống là mình chết theo luôn á, bạn Nam ơi. Mình cũng sợ quá trời luôn rồi nè. Mọi người im đi, đừng có cục kẹ, cái xe nó rớt xuống luôn đó. Ghê quá à, chờ cô gọi điện cho người tới cứu mình đi. Cô ơi, xe mình rớt rồi cô ơi.
xe mình rớt rồi cô ơi. Cô ơi làm sao bây giờ cô ơi? Các em ngồi im bình tĩnh nha. À cô ơi, bạn Chi Bi Xanh bị té xuống vực rồi cô ơi. Trời ơi làm sao bây giờ, không biết bạn Chi Bi Xanh có bị gì không? Cô ơi, làm sao bây giờ cô ơi, em sợ quá à. Mình tỉnh đi, chắc có người cứu chúng ta rồi. Hoa bạn Ken ơi, ôi ba thấy bạn búp bê bị tai nạn rồi. Bạn búp bê bị lật xe ngoài kia kìa. Bây giờ mình đem đồ ra, đem xe ra, mình cứu bạn búp bê nha. Rồi đi thôi con. Rồi để lên. Rồi bỏ đồ vô, bỏ đồ nghề vô. Bỏ đồ nghề lên, lên xe ra cứu bạn búp bê, để lên. Rồi đóng lại. Rồi bỏ lên xe, bỏ lên xe rồi ra cứu bạn búp bê. Rồi đây, đem đồ đồ câu theo, rồi câu bạn búp bê lên. Rồi đi thôi, rồi đi ra cứu bạn búp bê thôi. Trời ơi bạn búp bê bị té xuống đây nè. Ừ rồi bây giờ mình cứu bạn búp bê lên, lẹ lên. Rồi con lấy cây câu con móc vô đi, con móc cây câu vô, móc vô chiếc xe cho để nó rớt xuống á. Ừ. Rồi móc móc vô xe. Giúp con búp bê với hả? Ừ, một rồi rớt. Rồi lẹ lên chứ để bạn búp bê chết á. Rồi con câu lên đi, con câu bạn búp bê lên. Câu chiếc xe lên trước. Ừ. Rồi móc chiếc xe lên. Lên, ui, rồi rớt, rớt một bạn búp bê nữa rồi. Rồi lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Wow, wow. Ui, 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 ui. Rồi bỏ xuống. Ui, ui, rồi lật luôn rồi. Lật bánh búp bê luôn rồi. Ken ơi lật xe buýt rồi. Con giữ xe là vậy, lẹ lên, lẹ lên. Quả nhanh lên chứ đây bạn búp bê bị thương đó. Rồi lật xe lên. Quá rồi. Ôi bạn Ken giỏi quá trời. Lật xe lên xong rồi. Rồi con nhặt mấy bạn búp bê lên kìa. Quả hai bạn bị té rồi. Rồi bây giờ mình cứu bạn búp bê lên. Rồi con câu bạn búp bê nam lên. Quá, ui, ui, quá. Wow, cứu được bạn búp bê rồi. Rồi bỏ bạn búp bê xuống. Rồi còn một bạn búp bê Chibi nữa. Wow, cứu lẹ lên, con câu câu bạn búp bê lên. Wow, ui, ui, rồi. Wow, được luôn rồi. Xong rồi, rồi bỏ lên xe đưa mấy bạn về đi bác sĩ thôi. Rồi. Wow, bạn búp bê này có bị gì không? Rồi bạn búp bê này té ỉa luôn hả? Bạn búp bê sợ quá, bị té ỉa luôn rồi. 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 Rồi bây giờ bỏ bạn búp bê lên xe, con đẩy xe về nha. Đưa mấy bạn búp bê về. Rồi đưa mấy bạn búp bê về khám bệnh. Mấy bạn búp bê bị bệnh bị thương hết rồi. Quá tội nghiệp quá đi. Rồi đi về sửa xe này thôi. Rồi về thôi. Ừ về cuốn. Tới nhà rồi, trời ơi mừng quá. Ken ơi, bạn Ken ơi. Ủa bà thấy hả, con khủng long nó chôn mấy bạn búp bê vừa kia kìa. Bây giờ mình ra mình giải cứu mấy bạn búp bê nha. Rồi mình đem xe theo mình cứu mấy bạn búp bê đi. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi đi thôi, đi thôi, đi thôi. Rồi nhanh lên, nhanh lên.
Rồi kìa, bạn búp bê bị chôn kìa, con thấy không? Rồi, lại cứu mấy bạn búp bê lại lên. Nhanh lên. Cứu mấy bạn búp bê lên. Trời ơi, mới lẹ đi. Trời ơi, tội nghiệp mấy bạn búp bê quá.